Xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 6. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn nội dung ôn tập và thực hiện bài kiểm tra đánh giá học kỳ 1 môn giáo dục địa phương 6. Thời gian kiểm tra của chúng ta là 45 phút. Chúng ta sẽ làm bài kiểm tra tại lớp trong tiết giáo dục địa phương. Về hình thức kiểm tra thì chúng ta sẽ trang trí thiệp Tết hoặc là lễ hội ở thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung kiểm tra cuối học kỳ 1 môn giáo dục địa phương 6 của chúng ta sẽ nằm ở hai chủ đề. Đó là chủ đề số 3, lễ hội văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh và chủ đề số 4 là phong tục tập quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Số cái mẫu thiệp Tết thì các bạn có thể tham khảo cách mà người ta trang trí và phối hợp màu sắc. Còn đây, lễ hội Kinh Ông ở huyện Cần Giờ, chúng ta cũng có thể tham khảo về màu sắc và đường nét để chúng ta trang trí cho thật là đẹp. Cuối cùng, cô chúc các bạn đạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra cuối học kỳ 1.